Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Huyền Trang và chủ đề hôm nay Trang muốn chia sẻ cùng các bạn đó là tình trạng tiêu chảy cấp ở các bé nhỏ. Đầu tiên mình cần phải hiểu đó là tiêu chảy cấp là tình trạng đi phân lỏng một cách bất thường, tăng lượng dịch một cách bất thường ở trong phân của bé. Và thông thường thì các bé sẽ có những dấu hiệu đó là đi lỏng, phân lỏng trên 3 lần trong 24 giờ kèm theo những dấu hiệu bất thường về tiêu hóa và toàn thân. Tuy nhiên là các mẹ cần phải phân biệt một chút ở dưới những bé mà dưới 6 tháng khi mà chế độ của con hoàn toàn 100% là từ sữa mẹ hoặc sữa công thức thì các bé có thể đi vệ sinh ngày 3 đến 5 lần, mỗi lần một ít phân hoa cả hoa cải, nhưng các bé vẫn ăn, ngủ, chơi ngoan và tăng cân đều đặn thì đó là hiện tượng bình thường ở các bé nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Mình phải phát hiện những trường hợp bệnh lý để điều trị và cải thiện cho con một cách kịp thời, vì tiêu chảy là một trong những nguyên nhân hàng đầu có thể dẫn đến tử vong ở các bé nhỏ, nên các mẹ cần phải phân biệt và phát hiện cho bé càng sớm thì điều trị cho bé thì càng hiệu quả nhanh và tốt hơn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tiêu chảy ở các bé nhỏ. Đầu tiên mình cần phải nói đến đó là tình trạng viêm nhiễm đường tiêu hóa. Viêm nhiễm đường tiêu hóa thì các bé có thể gặp phải rất nhiều nguyên nhân, có thể là viêm nhiễm do vi khuẩn như là tình trạng lị hay là tả, viêm nhiễm do virus, ví dụ như là các bé gặp tiêu chảy do rotavirus, hoặc là có nhiều bé thì lại tiêu chảy do ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy do sữa không đảm bảo được dinh dưỡng cũng như là không đảm bảo về cái nguồn vệ sinh. Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến hiện tượng tiêu chảy ở các bé đó là hiện tượng dị ứng. Có một số bé có thể gặp phải một số hiện tượng dị ứng thực phẩm, ví dụ như là dị ứng protein trong sữa, dị ứng hải sản, dị ứng canxi hay là dị ứng một số thực phẩm riêng biệt đối với từng bé một. Thì khi các bé bị dị ứng thì cũng có thể làm tăng xuất tiết lượng dịch ở trong đường tiêu hóa và làm cho bé bị tiêu chảy. Ngoài ra thì các con có thể gặp một số các cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tiêu chảy, ví dụ như là dùng thuốc. Các bé nếu ví dụ như là dùng thuốc kháng sinh cũng có thể dẫn đến hiện tượng tiêu chảy do là làm rối loạn cái cân bằng lợi khuẩn ở trong đường ruột của con. Hoặc là ví dụ như có nhiều bé thì viêm nhiễm hệ hô hấp, khi mà các bé không biết khạc đờm ra, nuốt cái đờm đấy vào trong hệ tiêu hóa cũng có thể dẫn đến hiện tượng tiêu chảy ở các bé nhỏ. Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cái hiện tượng tiêu chảy ở các bé mà các mẹ có thể nhận biết cho các con. Các triệu chứng gợi ý các mẹ là để giúp cho các mẹ nhận biết là khi nào mà con bị tiêu chảy. Đầu tiên là những triệu chứng xuất hiện ở tiêu hóa. Các bé sẽ đi ngoài trên 3 lần một ngày và đi ngoài phân rất là nhiều nước, kèm theo một số các triệu chứng tiêu hóa khác, ví dụ như là nôn chớ rất là nhiều và đau bụng, chướng bụng hay là thậm chí là quấy khóc vì đau bụng quá nhiều. Triệu chứng toàn thân, bé có thể sốt, lờ đờ, mệt mỏi, bỏ ăn, bỏ bú, quấy khóc, hoặc là có những dấu hiệu của mất nước, ví dụ như là môi khô, mắt trũng, thóp thì lõm, khóc thì không ra nước mắt, hoặc là nước tiểu của con thì ít, hoặc là các mẹ sẽ nhìn thấy là da của bé sẽ không thấy căng mọng nữa, hoặc là các bác sĩ thì sẽ kiểm tra nếp véo da của con. Đấy là những triệu chứng của tiêu chảy mà các mẹ có thể gợi ý. Ngoài ra thì trước đấy các bé có thể dùng một số các loại thuốc, ví dụ như là kháng sinh thì cũng có thể gợi ý cho mẹ là có thể là bé bị tiêu chảy do sử dụng thuốc kháng sinh. Khi mà các bé bị tiêu chảy thì xử trí như thế nào rất là quan trọng đối với các con. Và việc quan trọng nhất đó là bù nước và điện giải cho các con, đó là điều mà các mẹ cần phải làm trước tiên. Các mẹ có thể sử dụng rất nhiều các loại dịch để bù nước và điện giải cho các con, ví dụ như là sử dụng nước Orezon, mua gói pha ở ngoài hiệu thuốc và pha theo đúng tỷ lệ cho con uống theo nhu cầu. Hoặc là các mẹ có thể là sử dụng là nước muối đường, ví dụ như là 1 thìa muối với 8 thìa đường cộng với 1 lít nước đun sôi, hoặc là nước dừa muối, 1 thìa muối cộng với cả 1 lít nước dừa cũng có thể thay thế được cái dung dịch bù nước và điện giải. Có nhiều bé không chịu uống những nước đấy thì các mẹ có thể cho con bú tăng cái lượng sữa lên. Ngoài ra thì trong cái chế độ ăn uống hàng ngày thì các mẹ cần phải cho con ăn uống những cái đồ chất lỏng dễ tiêu, và sau khi mà đã bù được đủ nước và điện giải cho con rồi thì các mẹ quay lại cho con một chế độ ăn uống như bình thường trước đó, nhưng cần phải hạn chế một số các thực phẩm, ví dụ như các thực phẩm khó tiêu như các loại hạt, các loại rau khó tiêu hay là các thực phẩm đồ lạnh, ví dụ như là
các đồ lấy từ trong tủ lạnh hoặc những đồ sống lạnh như tôm, cua, dưa chuột gì đấy thì các mẹ không nên cho con sử dụng. Hoặc là những loại có tính chất chua quá nhiều, ví dụ như là nước cam thì các mẹ cũng không cho con uống trong cái giai đoạn mà con đang bị tiêu chảy. Hoặc là nếu bé có dùng sữa thì nên cho con bú mẹ hoàn toàn, hoặc là sữa bột pha, chứ không nên dùng sữa tươi cho các con ở trong trường hợp này. Về chế độ dùng thuốc cho con khi các con bị tiêu chảy thì các con thường hay được dùng thuốc hạ sốt nếu có sốt, hoặc là thuốc kháng sinh nếu có viêm nhiễm, hoặc là trong các trường hợp khác thì tùy theo vào tình trạng cụ thể của các bé thì các bác sĩ sẽ kê cho con một loại thuốc phù hợp. Tuy nhiên là các mẹ không nên tự ý sử dụng thuốc cho các con mà cần phải đưa con đi khám và có sự chỉ định rõ ràng từ phía các bác sĩ có chuyên môn. Một số những dấu hiệu mà có thể gợi ý cho các bố mẹ khi nào thì cần đưa con đi khám bác sĩ. Thứ nhất là trẻ tiêu chảy quá 3 ngày. Thứ hai là trẻ nôn ói quá nhiều. Thứ ba là con sốt cao liên tục và kéo dài. Thứ tư là có thể trong phân của bé các mẹ thấy là có lẫn nhầy máu. Thứ năm là các bé quấy khóc quá nhiều, bỏ ăn, bỏ bú. Và có thể là trong những trường hợp đấy các con có thể là gặp những dấu hiệu mất nước quá nặng, ví dụ như là môi khô, mắt trũng, thóp lõm, tình trạng lờ đờ và đi tiểu ít. Đấy là những dấu hiệu gợi ý cho các mẹ nên đưa con đi khám càng sớm thì càng tốt. Khi mà các con bị tiêu chảy thì rất nguy hiểm. Chính vì thế nên là mình phải có phương án phòng cho các con, làm thế nào để hạn chế được tình trạng tiêu chảy này cho các bé. Đầu tiên là các mẹ cần phải đảm bảo cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài ít nhất từ 18 đến 24 tháng, sẽ hạn chế được tình trạng tiêu chảy cho các con rất nhiều. Thứ hai là các mẹ sử dụng nguồn nước đảm bảo trong vệ sinh ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Thứ ba là các mẹ cần phải cho con ví dụ như là rửa tay trước khi đi trước khi ăn, chế biến thực phẩm cho con hoặc là sau khi bé đi vệ sinh. Thứ tư là các mẹ cần phải gia đình cần phải có những nơi đi vệ sinh cũng như là những bồn cầu, bồn tiêu cho phù hợp với tiêu chuẩn cũng như là đảm bảo vệ sinh. Hạn chế cho bé tiếp xúc với những người đang bị bệnh lý về đường tiêu hóa hoặc là những vùng đang có dịch bệnh, ví dụ như bệnh tả, bệnh lị hay là những vùng dịch có tiêu chảy do rotavirus. Ngoài ra thì các mẹ có thể khi mà cho con ăn bất cứ một thức ăn gì lạ thì các mẹ nên cho con ăn ít một và theo dõi xem phản ứng của cơ thể của bé như thế nào, xem bé có bị tiêu chảy hay không, có bị dị ứng thức ăn hay không và hạn chế cho con ăn những thực phẩm đó. Một số những cái biện pháp mà để cho các mẹ hạn chế nữa đó là các mẹ cần phải giữ đảm bảo vệ sinh là ăn chín, uống sôi. Thực phẩm thì không lựa chọn những loại thực phẩm ôi thiêu mà nên lựa chọn những loại thực phẩm tươi sống và đảm bảo được nguồn cung cấp như thế nào cho tốt nhất đối với các bé. Và ngoài ra thì các mẹ nên lựa chọn thời gian ăn dặm cũng như là thay đổi những loại thực phẩm cho con một cách hợp lý. Không nên cho con ăn những cái thực phẩm mà ví dụ như là vào độ tuổi dưới 6 tháng tuổi các mẹ đã cho con ăn quá dặm quá sớm thì có thể là cũng bị tiêu chảy do các bé không hấp thụ được một số các cái loại dưỡng chất ở trong thức ăn. Hoặc là khi các con nếu phải dùng sữa công thức thì các mẹ cũng nên lưu ý những cái loại sữa công thức đảm bảo được uy tín cũng như là đảm bảo được cái độ an toàn khi mà con sử dụng thì sẽ tránh được những hiện tượng ví dụ như là sữa giả, sữa trôi nổi trên thị trường không đảm bảo và không đảm bảo về chất lượng cũng như là vệ sinh. Hoặc là các mẹ nếu mà các con có bú sữa bình thì các mẹ cũng nên đảm bảo được cái vệ sinh bình sữa sạch sẽ để cho con có một cái hệ tiêu hóa khỏe và tốt nhất. Vì tiêu chảy thì là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng tử vong cho các bé nhỏ, đặc biệt là các bé nhỏ dưới 5 tuổi. Chính vì thế nên là phát hiện và xử trí cho con càng sớm là một trong những cái điều để đảm bảo cho con có một sức khỏe tốt nhất. Hy vọng là qua video này thì Trang đã chia sẻ được với các bạn một phần nào về chủ đề tiêu chảy ở các bé nhỏ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.